Hôm nay Lang Y Hiếu lại chia sẻ cho quý vị và các bạn biết một cái cây thuốc cực kỳ quý hiếm có tại Việt Nam. Nó chữa được cái bệnh như là ho lao, ho lâu ngày, ho dây dẳng. Thế thì chỉ sử dụng với một liều uống là 5 gram vài lát thế này thôi. Đu uống trên ngày uống duy trì trong vòng 1 đến 3 tháng hoặc thậm chí nặng thể nặng thì có thể uống lâu hơn. Đó là uống dạng trà thế thì như quý vị và các bạn biết thì ở việt nam nó có nhiều loại cam thảo thế thì như là cam thảo dây rồi là cam thảo đất cam thảo đất là nó mọc ở rất nó chỉ hai ba mươi phân bốn mươi phân thôi còn cam thảo cây nó mọc ở rừng còn đây là cây cam thảo đá bia loại đỏ cam thảo đá bia nó có hai loại một là loại đỏ và loại thứ hai nữa là loại trắng loại trắng thì phân biệt nó là cái vỏ của nó không có màu đỏ, Đấy, băm ra nó không có màu đỏ. Thế thì mình khai thác ở trên uh, sơn la cái cây này thì nó khai thác rừng tự nhiên nó mọc ở núi đá. Thế thì mình mấy tháng trước thì mình có đi rừng ở trên đó và mình đã bảo dân chặt và chở gửi ô tô cho mình để về thái nguyên. Thế thì uh, cây thuốc này nó chữa được như là uh, tâm phế suy nhược, rồi là khó thở, mệt xỉu rồi là mạch nhỏ yếu sử dụng nó cũng rất tốt. thứ hai là nó chữa được uh, như chứng là uh, mụn nhọt rồi là ngộ độc dùng nó cũng rất hay từ cây kem cam, cam thảo đá bia. thế thì uh, đối với mình thì luôn luôn tìm đi tìm những cái cây thuốc ở tại rừng sâu hoặc là những cây thuốc có thể khai thác được thì mình luôn luôn lấy về làm thuốc để chữa bệnh cho mọi người. Nên thì cái quy trình và cái cái hành trình mà mình tìm được cây thuốc này thì nó cũng là một quá một quá trình là biết cây thuốc rồi nhưng mà tìm ở đâu nó có nhiều và khai thác về để làm thuốc chữa bệnh cho mọi người và tìm những cây thuốc có tính dược mạnh như cây cam thảo đá bia loại đỏ đấy để chữa bệnh cho mọi người có hiệu quả cao. Thế thì như các bạn biết thì ở Việt Nam thì nó rất nhiều các cây thuốc và rất nhiều các cây thuốc có thể thay thế được nhau thế nhưng mà cây thuốc này là một cái thuốc quý hiếm như chữa bệnh như là về gan phối hợp các bệnh về gan rồi là cây cam thảo là các bạn biết là nó là một cái cây trung hòa các vị thuốc với nhau và có thể dùng làm trà uống dùng độc vị cũng là rất hay thế thì mình khai thác về đây thì bảo hộ hộ dân ở trên đấy thì chặt nhỏ như ngắn như thế này, thứ nhất là đi ở rừng ra thì nó mới chở được, gọi chở xe máy thì mới chở được. Thế thì mình cũng bắt đầu và sẽ nhân giống và để trồng những cây cam thảo này. thế thì mình phải nghiên cứu thêm và mình luôn luôn khai thác những cái đây. đây là cái phòng trên cái nhà sàn đấy là cái phòng khám chữa bệnh và đây là cái dây dây sữa là sâm sữa để mình khai thác về để bốc thuốc thì đây là cái giới thiệu cho quý vị các bạn đây là cái kho thuốc của mình cái kho thuốc này thì mình chỉ để mình bốc thuốc và chữa bệnh cho mọi người Đấy, thì đây là một cái kho à sang sang tới bên này đó là cái à, chỗ mình bốc thuốc Đấy, thì giới thiệu cho quý vị và các bạn được biết là như vậy thì mình luôn luôn chia sẻ những cái thuốc có thực tế và mình đang làm thôi đang ý xin chào tất cả quý vị